Cổ tiên rốt cuộc là có hay không? Người học Phật, người tu đạo, nhà Phật và nhà đạo thì tin tưởng đối với sự việc này chân thật có. Một số nhà tôn giáo của Ấn Độ, họ cũng đều tu định. Ở trong định cũng có thể thông được với lục đạo, qua lại được với lục đạo. Chúng ta có thể thấy một số sự việc của Chương Thái Viêm trong thời cận đại. Con rể của ông là lão cư sĩ Chu Kính Trụ, cũng rất thân với chúng tôi. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, ông đã có sự giúp đỡ rất lớn cho tôi. Vào lúc đó tôi 26 tuổi, ông đại khái đã 70 tuổi rồi. Xem tôi như là một người bạn nhỏ vô cùng yêu mến. Ông nói với tôi, khi tiên sinh Chương Thái Viêm còn sống, đã từng làm qua phán quan cho Đông Nhạc Đại Đế. Thông thường nói phán quan thì cũng giống như là thư ký trưởng trong thế gian hiện nay vậy, địa vị rất cao. Dùng lời hiện nay mà nói là thư ký trưởng của Đông Nhạc Đại Đế. Khi ông ở dưới âm gian, còn nhìn thấy được người từ thời Tùy Đường. Đó là một người đọc sách. Người xưa đọc văn chương rất nhiều. Ông nói Hàn Vũ, Liễu Tông Nguyên ông đều gặp qua. Hiện nay vẫn còn đang trong quỷ đạo. Thọ mạng của quỷ dài. Ở trên kinh Phật đã nói với chúng ta, ông Chương Thái Viêm là chứng thực cho chúng ta. Một ngày ở trong ngạ quỷ đạo bằng một tháng ở trên nhân gian. Thọ mạng của họ thông thường mà nói thì khoảng 1000 tuổi, dựa theo chỗ này mà tính. Cho nên thời Tùy Đường đến nay chỉ mới 1000 năm, người đã chết thời đó đọa vào đường ngạ quỷ, đương nhiên đến nay vẫn còn. Tiên sinh Chương Thái Viêm đã nhìn thấy rồi. Chúng ta nếu muốn nhìn thấy có khó hay không? Không khó. Qua lại với quỷ là một sự việc rất dễ. Bạn chỉ cần tu hành cho tốt, buông bỏ vọng niệm, có được một chút tâm thanh tịnh, thì cánh cửa này sẽ mở ra. Bạn sẽ có thể qua lại với quỷ. Ngày xưa tôi có một lão đồng học, cũng là lão đồng tham, là Pháp Sư Minh Diễn. Năm xưa ông ở tại Đào Viên Đại Khê, ở nơi đó học mật tông với Quốc Thượng Sư. Đại khái trong thời gian 10 tháng, ông tu hành vô cùng chăm chỉ. Mất khoảng 10 tháng, ông liền có thể qua lại được với ma quỷ. Đương nhiên, nhất định không phải là lời giả dối. Con người ông là một người rất thành thật. Ông nói, từ hoàng hôn đến tối, buổi chiều khoảng 5 đến 6 giờ, thì ở trên đường đã có ma quỷ xuất hiện. Rất ít. Đó là gì? Đó là buổi sáng của họ. Ông nói đến sau khoảng 10 giờ đêm thì trên đường đều là ma quỷ. Quỷ và người sống chung. Cho nên việc qua lại với quỷ thì không cần phải có công phu thượng thừa gì cả. Chỉ cần có một chút công phu thì có thể nhìn thấy được rồi. Họ thật sự có, không phải là không. Con cháu bất hiếu thì những vị tổ tiên này
trong lòng họ vô cùng khó chịu, vô cùng đau buồn. Nếu như là đại nghịch bất đạo, tôi nghĩ những vị tổ tiên nhất định sẽ tiến hành những biện pháp trừng phạt đối với những con cháu đời sau này. Cho nên người xưa đối với việc tế tự tổ tiên được liệt ở hàng đầu tiên, ở điều đầu tiên. Các vị đọc nghi lễ, đọc lễ ký, thiên đầu tiên chính là tế lễ. Tế lễ còn được gọi là cát lễ, là cát của cát tường. Đây là hiếu đạo. Đây là căn bản của nhân luân. Nếu như con người quên đi tổ tiên, dùng cái tâm khinh mạng, thì cái xã hội này liền có vấn đề. Hơn nữa sẽ có vấn đề nghiêm trọng. Ngày nay mọi người chỉ biết xã hội động loạn, tai nạn ngày càng tăng, nhưng không biết nó từ đâu mà ra. Con cái vì sao lại không nghe lời cha mẹ? Học trò vì sao lại không nghe lời thầy? Căn nguyên chính là đã khinh rẻ tổ tiên. Trung Quốc, chúng ta không thể nói người Trung Quốc hiện đại. Người Trung Quốc hiện đại dường như đã bị người phương Tây đồng hóa rồi. Người Trung Quốc ngày xưa, trong quan niệm của họ, nhìn mọi người đều là người tốt. Hết thảy mọi việc đều là việc tốt. Thế nhưng trong quan niệm của người ngoại quốc thì đi ngược lại 180 độ. Người ngoại quốc khởi tâm động niệm thì người khác đều là người xấu, việc thì không có việc gì là tốt. Cho nên họ nhất định cần bạn phải đưa ra rất nhiều chứng cứ chứng minh bạn là người tốt. Việc này thật sự là khác với chúng ta. Cái quan niệm căn bản là ở việc tế tổ. Yêu thương cha mẹ, kính nhớ tổ tiên. Người ngoại quốc đối với việc tế tổ của chúng ta thì hoài nghi không hiểu nổi. Họ thường hay hỏi tổ tiên đã mấy trăm năm rồi, mấy ngàn năm rồi, bạn cũng chưa gặp mặt qua thì bạn tế họ để làm gì? Họ không biết bạn, bạn cũng không biết họ. Cho nên họ cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng mà chúng ta là người uống nước nhớ nguồn. Chúng ta có nguồn, có cội. Nguồn cội này là từ tổ tiên xa xưa. Cách đây mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Nguồn gốc của chúng ta là từ đâu mà ra? Chúng ta vô cùng xem trọng đối với việc này. Có nên xem trọng hay không? Phải nên. Vì sao nói là phải nên? Thì cũng giống như là một cây đại thụ vậy. Bản thân chúng ta giống như là những chiếc lá trên cây. Chúng ta phải tìm về gốc. Cái lá này từ đâu mà ra? Cái lá này là sanh ra từ chồi lá, sanh từ chồi cây. Chồi cây này là từ đâu mà ra? Là từ cành mà ra, là từ trên cành nhánh mà mọc ra. Vậy cành cây là từ đâu ra? Cành cây là từ thân cây mà ra. Thân cây thì từ gốc mà ra, gốc thì từ rễ mà ra. Phải tìm về gốc rễ, sau đó mới biết được cả cây đại thụ là một. Người ngoại quốc không hiểu cái đạo lý này, cũng không hiểu các phương pháp này. Cho nên ở trên Kinh giáo Đại Thừa, Phật đã nói với chúng ta, hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới cùng với chính mình là một thân. Cả cây đại thụ giống như là pháp thân.
Bản thân của chúng ta cũng giống như là một cái lá ở trên cả cây đại thụ này mà thôi. Cái lá này và cả cây đại thụ là một thể, không phải là hai thể. Chúng ta thì gọi là cây đại thụ, còn trong nhà Phật thì gọi là Pháp Thân. Thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất Pháp Thân, nhất tâm nhất trí huệ. Cho nên Phật mới đi tìm cái căn nguyên. Cho nên trên kinh thường nói triệt pháp để nguyên. Hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sanh, biết được giữa người với người, giữa người với hết thảy chúng sanh là mối quan hệ gì, việc này thì các tôn giáo khác đều không có nói rõ ràng đến như vậy, không có nói minh bạch đến như vậy. Học thuật của thế gian thì cũng không đạt đến rồi. Cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc cũng đã nói đến, tuy là nói đến chỗ gốc rễ nhưng lại không nói được rõ ràng. Đối với thân và cành thì có thể nói là tương đối rõ ràng. Nếu đi sâu hơn thì lại rất là mơ hồ. Phật Pháp nói rất rõ ràng. Thánh hiền chỉ nói đến chỗ yêu thương con người, còn Phật Pháp thì nói đến chỗ hết thảy chúng sanh. Không phải chỉ một thế giới này của chúng ta, mà là tận hư không khắp pháp giới, vô lượng vô biên thế giới. Hết thảy chúng sanh và chúng ta là cùng một cái căn, cùng một cái bản. Căn là gì? Là tâm mà trong Phật Pháp thường nói. Còn bản là gì? Bản là thức mà Phật Pháp đã nói. Kinh Hoa Nghiêm nói, hư không pháp giới hết thảy chúng sanh, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm và thức là căn bản. Cho nên, trong cổ lễ của Trung Quốc, trong ngũ lễ thì điều đầu tiên là tế lễ, tế tổ tiên, ái kính tổ tiên. Tổ tiên trăm ngàn năm rồi mà bạn đều kính ái như vậy, thì cha mẹ ở ngay trước mắt làm gì có đạo lý không hiếu thuận chứ? Hiếu đạo là từ đâu mà xây dựng? Hiếu đạo là xây dựng từ trên tế tự. Con người ngày nay không hiếu thuận cha mẹ, tế lễ đã mất đi rồi, họ làm sao mà biết hiếu thuận cha mẹ chứ? Việc tế lễ là cha mẹ làm tấm gương hiếu thuận cho người đời sau xem. Ý nghĩa là vô cùng trọng đại. Người lớn tuổi thì cha mẹ ông bà đều đã qua đời rồi. Bạn nói bạn hiếu thuận, nhưng con cháu của bạn, chúng không thể nhìn thấy. Chúng là từ việc tế tự của bạn mà nhìn thấy được. Tấm gội chai tịnh, tế tự tiên linh. Hiệu quả của đó thì Phu Tử nói rất hay. Nhân đức quy hậu, hiệu quả của nó là giúp cho phong tục thuần hậu của xã hội tăng trưởng. Thì xã hội này mới có thể an hòa, lợi lạc. Nhân dân mới có được đời sống hạnh phúc, mỹ mãn. Đây là hiệu quả ở ngay trước mắt. Còn lợi ích sâu xa là vô tận rồi. Cho
Chúng ta từ trên toàn bộ Phật Pháp mà nhìn. Hiếu đạo đạt đến cứu cánh viên mãn thì người này liền thành Phật. Nhà Phật dạy học bắt đầu từ hiếu kính. Bạn xem Tịnh nghiệp tam phước, câu đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, là từ đây mà bắt đầu. Đến sau cùng viên mãn vẫn là hai câu này. Tu hành chứng đến địa vị đẳng giác Bồ Tát, hiếu kính vẫn còn thiếu một phần thì vẫn chưa thể đạt đến viên mãn. Vì sao vậy? Vì bạn vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá, vẫn là có lỗi đối với cha mẹ, có lỗi với lão sư. Cần phải phá xong một phẩm sanh tướng vô minh sau cùng mới chứng được Phật quả viên mãn. Hiếu thân viên mãn rồi, kính lão sư cũng viên mãn rồi, nhà Phật dạy học không chỉ là Thích Ca, mà sự dạy học của hết thảy chư Phật Như Lai mười phương ba đời. Cũng là như vậy mà thôi. Chúng ta phải rõ ràng, phải minh bạch. Học Phật là học cái gì? Là học hiếu dưỡng phụ mẫu, học phụng sự sư trưởng. Sự tu dưỡng của bạn nâng cao đến hạnh phổ hiền, cha mẹ đã nói ở trong hạnh phổ hiền thì hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta. Đem cái tâm và hành vi hiếu dưỡng phụ mẫu này để đối đãi với hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới, đây là hạnh phổ hiền. Nếu như không phải là hết thảy chúng sanh trong hư không khắp pháp giới, mà là cái thế giới này của chúng ta, quả địa cầu này, thế giới ta bà này của chúng ta, đó chỉ là hạnh Bồ Tát, không phải hạnh phổ hiền Bồ Tát. Hạnh của phổ hiền Bồ Tát là tận hư không khắp pháp giới. Cái tâm hiếu này mở rộng ra đến tận hư không khắp pháp giới. Hết thảy chúng sanh đều là thiện tri thức của ta. Thiện tri thức chính là lão sư. Trên Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nhìn thấy thiện tài đồng tử. Ngoài việc bản thân mình là phàm phu, là học trò ra, thì đều là thiện hữu. Đây là cái tâm kính thầy, cũng mở rộng ra đến hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới. Đây gọi là hạnh phổ hiền. Hạnh phổ hiền không dễ tu, bạn vẫn còn phân biệt với hết thảy chúng sanh, còn có chấp trước thì không phải là hạnh phổ hiền rồi. Vậy thì tu hành thì bắt đầu từ đâu? Ở chỗ này Thái Thượng Lão Quân có nói, đối với người lớn tuổi, đối với cha mẹ tôn trưởng, quyết định là không có cái ý niệm khinh mạng. Khinh là gì? Là khinh thường, không có để ở trong tâm.
lời thường tục hay nói là không xem ra gì. Mạn là ngạo mạn, vô lễ. Người ngày nay thì khó rồi. Người hiện nay nói vô lễ, hai chữ này đều là nói hơi quá rồi. Vô lễ là gì? Là họ vẫn còn hiểu lễ, nhưng họ không làm, nên gọi là vô lễ. Hiện tại thế nào là lễ, họ còn không hiểu. Cho nên hai chữ vô lễ này thì không thể bàn nói đến được nữa rồi. Cho nên xã hội ngày nay thật là bi ai. Tôi cũng thường hay nói, các tôn giáo nước ngoài vì sao lại nói đến ngày tàn của thế giới? Cái ý niệm về ngày tàn của thế giới là từ đâu mà đến vậy? Tôi nghĩ đại khái là con người thế gian hiện tại cái gì cũng không hiểu. Đạo đức nhân nghĩa lễ đều không hiểu, thì biết phải làm sao? Chỉ còn cách thế giới này hủy diệt đi và làm lại thế giới mới. Tôi nghĩ tư tưởng về ngày tận thế là từ đây mà ra. Vì sao lại tạo thành cái hiện tượng này vậy? Người xưa thường nói là thất giáo. Giáo là giáo dục, đã đánh mất đi sự giáo dục rồi. Trên Kinh Vô Lượng Thọ nói là tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, là do không có người dạy bạn. Người của cả thế giới đều không biết cách dạy cho đời sau. Việc này chúng ta có thể lý giải được. Vì sao vậy? Vì còn không biết dạy chính mình, thì họ làm sao biết dạy người khác? Họ làm sao biết để dạy cho đời sau? Sách của cổ thánh tiên hiệp để ở trước mặt không xem, có đọc cũng không hiểu. Vấn đề này nghiêm trọng rồi. Chúng ta trong đời này, nếu chân thật có thể thọ trì những sách như vậy, một hoặc hai quyển, thì đủ rồi. Đặc biệt là đối với thời đại này, nếu như có một chút độ sâu sắc, thì người thông thường đều không có cách gì tiếp nhận. Căn bản họ còn không hiểu. Phật giúp đỡ hết thảy chúng sanh, vô cùng chú trọng ở căn cơ. Người hiện nay là căn cơ như thế nào vậy? Ứng cơ thuyết pháp mới có thể có được hiệu quả. Sự truyền thừa đạo của thánh hiền truyền đến ngày nay, vì sao lại biến thành ra như vậy? Chúng ta hãy bình tâm mặt quan sát. Trong đây khó tránh khỏi một việc, là sự truyền thừa của các cổ đức đã lơ là đi hiện thực. Đàm huyền huyết diệu không thiết thực với thực tế. Cái phong khí này đến hiện nay vẫn còn. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều sách được xuất bản. Đây không phải là sách cũ mà là sách mới. Lại xem đến rất nhiều các loại tạp chí, là tạp chí trong nhà Phật, đều là đang nghiên cứu một số lý luận.
đàm luận về một số học thuật của tâm tánh đâu có tác dụng gì chứ. Không sát với thực tế. Như có câu nói là gãi không đúng chỗ ngứa. Quả thật không sai. Không thể cứu vãn được sai lầm của xã hội đại chúng. Việc này trong nhà Phật nó là khế lý mà không khế cơ. Trên lý mà nói thì không sai, nhưng không khế hợp với căn cơ của chúng sanh. Cho nên chúng tôi nghĩ đến Ấn Quang Đại Sư, vì sao mà đặc biệt đề xướng liễu phạm tứ huấn, cảm ứng thiên, an sĩ toàn thư. An sĩ toàn thư là cư sĩ Chu An Sĩ đã biên soạn ra. Trong bộ sách này, thực tế là có bốn thứ. Thiên thứ nhất là văn xương đế quân âm chất văn. Tính chất thì hoàn toàn tương đồng với cảm ứng thiên. Là thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo, là tiêu chuẩn của thiện ác. Đây là sự lợi hại đối với bản thân chúng ta. Không thể không biết. Thiên thứ hai là vạn thiện tiên tư, khuyên người giới sát. Thiên thứ ba là dục hải hồi cùa, khuyên người đoạn dâm. Sát và dâm là hai đại ác nghiêm trọng nhất trong tất cả các ác. Nếu như đoạn được hai cái ác này rồi, những cái ác khác đều rất dễ đoạn. Đó chính là cành lá, còn đây là gốc. Thiên thứ tư là tịnh độ. Khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là Tây Quy Trực Chỉ. Cho nên Ấn Tổ đề xướng những quyển sách này mà không đề xướng các kinh luận. Chúng ta liền hiểu được đây là trí huệ chân thật, là giáo huấn chân thật, đích thực là có thể cứu vãn được kiếp vận hiện nay. Trong kinh Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ có ghi, chỉ do những độc giả thông thường cách nhìn nông cạn, không thể thâm nhập được. Đây là sự thật. Chúng tôi học Phật nhiều năm rồi nên cảm nhận rất sâu sắc. Sự lý giải của bạn đối với kinh điển, kinh điển có thể nói là sâu rộng vô bờ bến, không có biên giới. Bạn có thể hiểu được mấy phần, đó là công phu tu hành của bạn. Công phu của bạn càng cao thì bạn thấy càng sâu càng rộng. Công phu của bạn cạn thì sẽ không thấy được. Cho nên bộ kinh này đọc hoài cũng không thấy ngán. Hôm qua thấy được ý nghĩa mới, hôm nay lại có ý nghĩa mới nữa, ngày mai còn nữa. Không có cùng tận, cho nên pháp vị của nó đậm, khác với sắc của thế gian. Sách của thế gian không đọc như vậy, nó thật sự có phạm gì. Bạn đọc qua mấy lần rồi thì không muốn đọc nữa. Vì sao vậy? Vì biết hết rồi.
Nhưng kinh điển của Phật, sách của Thánh Nhân, bạn đọc cách mấy? Thì mùi vị của nó cũng vô cùng tận. Tứ thư ngũ kinh của Trung Quốc có sức mạnh này. Mùi vị trong kinh Phật còn đậm hơn đây nhiều. Tùy theo cảnh giới của mỗi người khác nhau, cảnh giới ngày một nâng cao, bạn đọc kinh mỗi ngày khai trí huệ. Cho nên bạn càng đọc càng thấy hoan hỷ, càng đọc bạn càng không thể buông tay. Nó có sức hấp thụ lớn như vậy. Vì sao vậy? Vì nó từ trong tự tánh lưu xuất ra. Ở trong tự tánh vốn đầy đủ đức tướng trí huệ vô cùng vô tận. Trong tự tánh lưu xuất ra mỗi chữ mỗi câu đều là vô lượng nghĩa, vô tận nghĩa. Ngài Liên Trì và Ngài Ngẫu Ích là người như thế nào? Ngài xem kinh Di Đà không khác gì với kinh Hoa Nghiêm. Những điều có trong kinh Hoa Nghiêm thì trong kinh Di Đà cũng có. Ngài đã phát minh ra. Chúng ta nghe rồi, chúng ta đọc rồi, thấy phục, chẳng thể không phục. Ngài đã thấy được, nhưng chúng ta không thấy được. Các ngài thâm nhập, còn chúng ta thì thô thiển. Nếu như các ngài là Phật, là chư Phật Như Lai tái lai, thì không còn gì để nói nữa. Điều các ngài nói là nhất thừa cứu cánh viên mãn, để giải thích bộ kinh Di Đà này. Kinh Di Đà cũng biến thành nhất thừa cứu cánh viên mãn. Cho nên nói một kinh thông thì tất cả các kinh đều thông. Cái lý là ở chỗ này, thật sự thông chứ không phải thông giả đâu. Tất cả pháp của thế và xuất thế gian đều thông. Cho nên khi đó Ngài đã làm như vậy. Thật sự đã đưa tịnh độ bị suy phục hưng lên, nâng cao lên. Pháp môn này mới thật sự phổ độ chúng sanh. Hoa Nghiêm Pháp Hoa Thiền Tông hay, nhưng đó cần bậc thượng thượng căn, không phải bậc thượng thượng căn, bậc trung hạ căn học có được lợi ích chăng? Cũng có, giúp cho bạn nâng cao cảnh giới, vẫn còn có hạn. Vì sao vậy? Vì vọng tưởng phân biệt chấp trước không buông bỏ, đây là sự thật. Cho nên bạn học kinh điển nhất thừa này, bạn tiến lên rất có hạn. Bề ngoài tiến lên, bạn có thể giảng được rất lưu loát, đây là bề ngoài. Ở trong những trước tác văn chương bạn có thể phát huy, giảng dạy thông suốt.
Đây cũng là bề mặt bên ngoài. Còn trong nội tâm, cảnh giới của nội tâm không thay đổi, vẫn là tự tư tự lợi, vẫn là danh văn lợi dưỡng, vẫn còn tham hưởng thụ ngũ dục lục trần. Nói cách khác, bạn vẫn là tâm luân hồi như xưa. Học Phật cũng là việc luân hồi. Điều này chẳng thể không biết. Thật sự học Phật, đặc biệt là trong giáo pháp Nhất Thừa. Nhất Thừa giáo giảng về điều gì? Là chuyển tâm luân hồi của chúng ta thành tâm Bồ Đề. Đây là đạo Nhất Thừa. Cho nên tu tập kinh Vô Lượng Thọ, bạn xem mọi người giảng rõ ràng biết bao. Tam buổi giảng sanh đều là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nếu bạn không cải tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề thì không thể giảng sanh. Vì sao vậy? Vì thế giới Cực Lạc là Đại Thừa. Cảnh giới Đại Thừa được kiến lập từ nền tảng của tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề chúng ta dùng đề kinh để giải thích thì mọi người sẽ dễ hiểu. Thể của tâm Bồ Đề, bản thể là chân thành. Chân chắc chắn không phải là giả. Thành chắc chắn không phải là hư vọng, không phải hư ngụy. Nó khởi tác dụng đối với bản thân là thanh tịnh bình đẳng giác. Đối với bên ngoài là đại từ đại bi. Đây là tâm Bồ Đề. Đối với mình, đoạn phiền não, học pháp môn, thành Phật đạo. Phiền não đoạn rồi thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Pháp môn thông rồi thì tâm bình đẳng hiện tiền. Giác ngộ rồi thì đã thành tựu Phật đạo. Bạn xem năm chữ này có phải là tứ hoằng thệ nguyện chăng? Phải. Đối với bên ngoài, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đại từ đại bi độ chúng sanh. Đây chẳng phải là tứ hoằng thệ nguyện sao? Phát tâm này thì tương ưng với tâm của Đức Phật A-di-đà. Tâm của chúng ta tương ưng với tâm của Đức Phật. Nguyện của chúng ta tương ưng với nguyện của Đức Phật. Thành lập Tịnh Tông Hợp Hội. Chúng tôi đề xướng chuyên tu. Soạn ra một cuốn Nhật Tụng. Trong cuốn Nhật Tụng buổi khuya, đọc phẩm thứ sáu, Tứ Thập Bát Nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ. Lấy 48 nguyện của Đức Phật A-di-đà biến thành 48 nguyện của chính chúng ta. Chúng ta đồng tâm đồng nguyện với Đức Phật A-di-đà. Tâm của Đức Phật A-di-đà là thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta cũng là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm của chúng ta, nguyện của chúng ta tương đồng. Giải của Đức Phật A-di-đà
Trong triết học nói là nhận thức luận. Cái nhìn đối với biến pháp giới hư không giới, đối với vạn sự vạn vật, thì đó là giải. Ở đâu? Ở trong kim vô lượng thọ. Kim vô lượng thọ đưa ra đại cương, kim đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm là một lục nhỏ. Cho nên kim đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm là chú giải của kim vô lượng thọ, là một chẳng phải hai. Giải đồng với Phật. Hàng ngày chúng ta đọc tụng, hàng ngày chúng ta học tập, dùng phương pháp lý luận này để quán chiếu, chiếu kiến thật tướng của các pháp, chân tướng của tất cả pháp, thì bạn không còn mê nữa. Bạn mới thật sự làm được chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Học Phật là gì vậy? Vì sao phải phổ độ tất cả chúng sanh? Tất cả chúng sanh trong pháp giới hư không giới cùng với mình là một thể, đồng thể đại bi, vô duyên đại từ, thật sự là đồng thể. Ngày nay khoa học cũng nói về đạo lý này, các nhà khoa học cũng khẳng định vũ trụ cùng với mình là một thể. Chúng ta khởi tâm động niệm, bất luận là có ý hay vô ý, đều ảnh hưởng đến người khác, ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến sơn hà đại địa. Chúng ta khởi lên ý niệm có ý vô ý quá nhiều, sát na đều khởi lên ý niệm. Người dân sống trên thế giới này nhiều như thế, hơn 60 ức người. Ngày nay vì không có sự chỉ dạy của Thánh Hiền, người Đông Phương xa rời Thánh Hiền, người Tây Phương xa rời tôn giáo. Cho nên ngày nay khởi tâm động niệm, mặt chính thì ít, mặt phụ thì nhiều, tạo thành xã hội hỗn loạn, tạo thành bệnh khổ cho hữu tình chúng sanh. Tạo thành thiên tai cho sơn hà đại địa. Môi trường vật chất, môi trường tinh thần, những trạng thái nó hiện ra, sát na thay đổi, có liên quan đến ý niệm của chúng ta, chứ chẳng phải không có liên quan. Thật sự hiểu được lý này, thì có thể cứu được mình không? Cứu được. Có thể cứu được quả địa cầu này không? Được. Ai có thể làm được? Chính mình, chứ chẳng phải là người khác. Cầu người khác là sai, cầu mình mới đúng.
không hề sai chút nào. Chỉ cần thay đổi tâm trạng của chúng ta thì tất cả sự tướng đều thay đổi, lý và sự đều liên kết với nhau. Tâm trạng đúng đắn, tâm trạng tốt thì vấn đề gì cũng giải quyết được. Nếu như tâm trạng không đúng đắn thì vấn đề gì cũng có. Lời dạy của chư Phật Bồ Tát, lời dạy của bậc cổ thánh nhân không gì khác ngoài việc dạy chúng ta thay đổi tâm trạng. Nói cho chúng ta biết tiêu chuẩn đúng đắn là gì. Luân lý là tiêu chuẩn đúng đắn, đạo đức là tiêu chuẩn đúng đắn, nhân quả là tiêu chuẩn đúng đắn. Bạn chỉ cần tuân thủ tiêu chuẩn đúng đắn thì vấn đề của bạn sẽ được giải quyết. Chúng tôi nói như thế cũng chỉ là nói đại cương. Nếu bạn hỏi thế nào là luân lý, thế nào là đạo đức, thế nào là nhân quả, thì bạn mới dễ hạ thủ. Bạn mới biết được làm cách nào. Luân lý là quan hệ, quan hệ giữa con người với con người. Quan hệ giữa con người với sự việc. Sự quan hệ giữa con người với tất cả động vật. Quan hệ giữa con người với thực vật. Quan hệ giữa con người với sơn hà đại địa. Quan hệ giữa con người với vũ trụ. Quan hệ giữa con người với sinh vật không cùng tần số không gian. Những điều này được thuộc về luân lý. Chư Phật Bồ Tát cho chúng ta biết một số quần tộc sống trên quả địa cầu này, chư vị cổ thánh tiên hiền cho chúng ta biết vũ trụ là một thể. Đây là nói về quan hệ luân lý. Một sinh mạng thể cộng đồng, thật sự hiểu rõ về quan hệ rồi thì chắc chắn đối với những mối quan hệ này bạn sẽ quan tâm hơn. Thường xuyên nghĩ về họ, bạn sẽ thương họ, để tâm và lo lắng cho họ, giúp đỡ họ. Đây chính là đức. Chư vị cổ thánh tiên hiền giảng rất cụ thể. Môi trường sinh sống ở Trung Quốc về luân lý thì nói có năm loại, gọi là ngũ luân. Trong quan hệ ngũ luân, đức đầu tiên chính là thương. Phụ tử hữu thân gọi là thân ái. Loại thân ái này phát huy rộng rãi ra, phát huy đến độ thân ái với tất cả chúng sanh. Bạn thương họ thì chắc chắn bạn không hại họ. Bạn thật sự thương họ, bạn có thể hy sinh chính mình để thành tựu cho người khác. Vì sao vậy? Vì mình và người là một thể. Chẳng phải hai. Nếu không nhận biết như vậy thì không thể làm được. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Tiên Hiền,
làm bậc mẫu mực cho chúng ta, đó là hy sinh cống hiến vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Vì sao vậy? Vì các ngài hiểu, các ngài giác ngộ, các ngài hiểu được vì tất cả chúng sanh phục vụ là vì chính mình, chứ không phải vì người khác. Mình người là một, chẳng phải hai. Đạo đức chính là quy luật của đại tự nhiên, trong Phật Pháp gọi là tánh đức. Tự tánh vốn là như vậy. Quy luật chính là đạo, tuân thủ quy luật chính là đức. Con người nếu như suốt cuộc đời đi trên con đường đạo đức, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, đều có thể phụng hành mà không làm sai trái. Thì tinh thần của họ sẽ ổn định, tâm trạng của họ đúng đắn. Tinh thần đúng đắn và ổn định ở trong đạo Phật gọi là tam muội. Nó khởi tác dụng là sanh trí huệ chứ không sanh phiền não. Cho nên trong Phật Pháp nói nhân giới được định. Giới chính là tuân thủ quy luật đạo đức. Định chính là tư tưởng, tinh thần của bạn ổn định. Kế đến là khai trí huệ. Khai trí huệ rồi mới thật sự được lợi ích. Đó là gì? Là tự tánh khởi dụng. Một đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta thấy chính là điểm này. Lịch đại tổ sư thị hiện cho chúng ta thấy cũng như vậy. Thật sự gọi là thiện, chí thiện. Đạo Nho nói chỉ ư chí thiện. Bạn xem cuộc sống như vậy viên mãn quá. Cuộc sống như vậy thật sự hạnh phúc. Bạn không học thì không đạt được. Càng học bạn đạt được càng nhiều. Bạn được pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Thân tâm khỏe mạnh. Người Trung Quốc nói là có phước. Người có phước ở đất có phước. Đất có phước, người có phước ở. Thế giới này, quả địa cầu tai biến rất nhiều. Nơi nào bạn sinh sống thì nơi đó không có tai họa. Đây là sự thật, không phải giả đâu. Tuyệt đối không phải là mê tín. Vì từ trường của bạn chánh, không hề có chút gì bất chánh. Tư trường của bạn và tư trường của người khác và tư trường của vũ trụ là tương thông, hỗ tương ảnh hưởng. Tuy chỉ một mình bạn là người chánh tri chánh kiến, xung quanh bạn nhiều người như thế tri kiến bất chánh,
Cổ nhân có câu: ta không thắng chánh. Một người chánh trì chánh kiến, xung quanh bạn có thể có mấy ngàn người không được chánh trì chánh kiến, có mấy vạn người, thậm chí có mấy chục ngàn người không chánh trì chánh kiến. Một mình bạn là chánh thì có thể cảm hóa được họ. Cảm hóa người khác sâu cạn, rộng hẹp cũng không đồng nhau. Đó là nguyên nhân gì vậy? Là gì? Tập khí nghiệp chướng của mỗi người khác nhau. Ở trong nghiệp có tịnh nghiệp và nhiễm nghiệp, có thiện nghiệp, có ác nghiệp, không giống nhau. Chắc chắn sẽ cảm nhận, nhưng thành phần cảm nhận không tương đồng. Nếu như chúng ta ở trong đời này, kiếp này, niệm tự tại tự vĩnh, vô gián đoạn, bạn sống ở nơi này lâu thì nơi này cũng được cảm hóa. Một nơi được cảm hóa rồi thì từ từ sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác. Sự việc này nếu như chúng ta quan sát tỉ mỉ thì sẽ thấy. Nơi chư vị thánh nhân sống ngày xưa, những nơi các ngài giáo hóa, giống như tổ đình của chư vị tổ sư trong đạo Phật. Bạn quan sát kỹ, khi các ngài còn tại thế, những người sống trong khu vực, trong phạm vi của ngài có phước hay không? Những người đó có cuộc sống rất hạnh phúc. Những phước báo này từ đâu mà có? Thế giới ngày nay, các nhà khoa học nghiên cứu về lượng tử lực học, họ biết được. Trong lượng tử lực học có lý luận này: truyền nhiễm. Sự khởi tâm động niệm của bạn sẽ ảnh hưởng người khác. Bạn khởi tâm động niệm là thiện, tuy họ là bất thiện, nếu hai điểm này giao nhau thì sẽ ôn hòa. Từ từ, từ từ hóa giải được tâm niệm bất thiện đó. Trường thời quân tu thì hiệu quả sẽ thấy rất rõ ràng. Đây đều là khổ tâm của các bậc cổ thánh tiên hiền, đại thiện tri thức giáo hóa đối với tất cả chúng sanh. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Sự sự vô ngại pháp giới chỉ có duy nhất trong kinh Hoa Nghiêm. Cho nên biết rằng trong bổn kinh đại sư dẫn chứng rộng rãi, để chứng minh bổn kinh hiển thị sự sự vô ngại pháp giới, cũng chứng minh bổn kinh thuộc về viên giáo, thật sự không có chút nghi hoặc. Bổn kinh ở đây là kinh Di Đà sớ sao.
Trong cuốn sớ sau này, Liên Trì Đại Sư đã sử dụng thập môn khai khải, hoàn toàn giống như Kinh Hoa Nghiêm. Hoàng lão cư sĩ chú giải Kinh Vô Lượng Thọ cũng dùng thập môn khai khải. Chứng minh Đại Bộ, Tiểu Bộ không khác với Kinh Hoa Nghiêm. Bạn mới thật sự hiểu rằng Kinh Vô Lượng Thọ chính là Trung Bổn Hoa Nghiêm. Bành Tế Thanh cư sĩ nói như vậy, nói rất hay, nói rất hay. Kinh Di Đà chính là Tiểu Bổn Hoa Nghiêm. Ngày xưa tôi thường khuyên bảo các vị phát tâm giảng kinh. Tôi nói với họ rằng, bạn muốn giảng kinh Di Đà hay, muốn giảng kinh Vô Lượng Thọ hay, thì nhất định bạn phải học Hoa Nghiêm. Bạn có nền tảng kinh Hoa Nghiêm rồi, thì bạn sẽ giảng hai bộ kinh này rất hay. Ba bộ kinh này thực tế là một bộ kinh: Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà. Kinh Di Đà chỉ đưa ra đại cương, Kinh Vô Lượng Thọ là giải thích sơ lược, còn Kinh Hoa Nghiêm thì thuyết minh rõ ràng. Chúng ta phải nên hiểu rõ mối quan hệ này. Chúng ta học giảng dạy, đầu tiên học Kinh Di Đà được, vì phân lượng ít. Trước mắt nắm bắt được đại cương, kể đến học Kinh Vô Lượng Thọ, tinh yếu hiểu được rồi, thì xem Kinh Hoa Nghiêm sẽ dễ dàng. Nói kỹ mới có mùi vị. Mấy câu này nói lên việc Liên Trì Đại Sư viết cuốn sớ sau, ngụ ý của Ngài rất sâu. Do thời đó dùng phương pháp này mới đưa Tịnh Tông lên. Khiến cho mọi người không xem thường Tịnh Tông nữa, hứng thú học tập. Cũng đậm đà thật học. Người thời xưa khác với người thời nay. Người xưa phát tâm học thì họ sẽ thật sự học, không như ngày nay. Cho nên người được giảng sanh nhiều, người thành tựu nhiều. Dưới đây là lời của Hoàng lão nói: nay theo những điều đại sư để lại, chuyên nói về quyền nghĩa sự sự vô ngại pháp giới trong bổn kinh. Liên Trì Đại Sư chú giải Kinh Di Đà, dẫn chứng kinh văn nghĩa thú
của thập quyền môn trong kinh. Tư là nay. Ngày nay chúng ta cũng học tập những điều của đại sư. Tung là tùng tích. Y theo phương pháp của đại sư, tìm ra kinh văn, trong kinh vô lượng thọ tương thông với quyền nghĩa sự sự vô ngại, trong kinh Hoa Nghiêm đã nói. Điều này chứng minh kinh vô lượng thọ thật sự có thập quyền mà kinh Hoa Nghiêm đã nói, nên cùng với Hoa Nghiêm hoàn toàn không khác. Không chỉ ra thì người khác sẽ không tin. Thật sự tìm được kinh văn chỉ ra thì mọi người sẽ tin, sẽ không còn gì để nói nữa. Hoa Nghiêm Tông lập thập quyền môn, chỉ bày pháp giới vô ngại. Thập quyền môn nói về điều gì? Chính là nói về lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vì sao vậy? Vì pháp giới là một thể. Đã là một thể thì chắc chắn có hiện tượng này phát sinh. Tên là quyền môn có nghĩa là thông được điều này thì có thể nhập vào quyền hải của Hoa Nghiêm Viên Giáo, cho nên gọi là quyền môn. Vì sao nói quyền môn? Thông thử, thử ở đây chính là thập quyền, chính là 10 điều này. Thì bạn có thể khế nhập vào Hoa Nghiêm Viên Giáo. Hoa Nghiêm được ví như quyền hải, giáo hải, cho nên gọi là quyền môn. Trước đây nói Hoa Nghiêm Áo Tạng, ở đây thì nói về quyền hải của Hoa Nghiêm Viên Giáo, chính là Hoa Nghiêm Áo Tạng mà trước đây nói. Áo là xúc tích, sâu xa. Trước đây nói là áo tạng, đồng nghĩa với quyền hải mà đoạn này nói. Tạng có nghĩa là chứa đựng, hải có nghĩa là dung nạp, tương thông. Cho nên nếu bạn thông đạt thập quyền thì bạn sẽ nhập được Hoa Nghiêm Áo Tạng. Hoa Nghiêm Áo Tạng chính là quyền hải của Hoa Nghiêm Viên Giáo mà đoạn này nói. Người ta thường nói nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm, như thế thì mọi người sẽ dễ hiểu.
nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Nhập cảnh giới Hoa Nghiêm nghĩa là sống cuộc sống Hoa Nghiêm. Đó là gì? Đó là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát. Tuy chúng ta không ở nhất chân Pháp giới, chúng ta vẫn còn ở trong nhân gian này. Bạn có thể chứng nhập cảnh giới này, có thể nói bạn sống cùng với Bồ Tát ở cảnh giới Hoa Nghiêm là cảnh giới tương đồng. Hiện tiền có phải là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại chăng? Đúng vậy, không sai chút nào. Bạn sẽ không còn bị chướng ngại nữa. Lúc này mới biết được chướng ngại từ đâu mà có. Từ mê hoặc mà có. Mê mất tự tánh, mê mất chân tướng sự thật. Cho nên nơi nào cũng có chướng ngại. Khi giác ngộ, khai giải rồi, thì chướng ngại không còn nữa. Tâm lượng cũng mở ra. Điều này có lý luận y cứ. Trong Giống Tấn Hoàng Nguyên Quán nói cho chúng ta biết thị tam biến, chính là ba loại châu biến. Thị là chỉ thị ra, tự tâm vốn là như vậy. Trong đoạn văn này, Hiền Thủ Đại Sư đưa ra ví dụ là nhất trần. Trong kinh nói về nhất trần, ngày nay các nhà khoa học lượng tử nói là gì? Nói là quang tử. Cùng với nhất trần mà trong Hoàng Nguyên Quảng nói rất gần. Khoa học nói gì? Là sự cấu thành hiện tượng vật chất là quang tử. Rất nhiều quang tử tích tụ một chỗ, tương tục không gián đoạn, biến thành một loại hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất rất nhiều, là vì tần số sóng quang không tương đồng. Tần số chậm thì biến thành khoáng vật. Tần số nhanh hơn một chút thì biến thành thực vật, biến thành động vật. Cho nên những thứ này do tần số bất đồng tạo thành. Ngoài tần số này ra, ngoài tần số quang tử ra thì không có gì hết. Chứng minh vũ trụ thật sự là một thể. Giảng sự giảng pháp đều là hiện tượng tần số quang tử không tương đồng tạo nên. Ai là người chỉ huy những quang tử này? Vì sao quang tử tương tục không gián đoạn? Vì sao nó biến hóa vô cùng? Hoàng Nguyên Quán nói cho chúng ta biết, nó có ba loại hiện tượng. Thứ nhất là châu biển pháp giới, nghĩa là một làn sóng quang. Làn sóng này châu biển pháp giới. Nói cách khác, cùng với tất cả vô lượng vô biên trong pháp giới, vô số vô tận quang tử đều thông hết, quang quang chiếu nhau. Nó không phải là đối lập, nó có sự liên kết. Cơ thể con người chúng ta bao nhiêu quang tử tập hợp lại mới hiện ra tướng này? Chúng ta và người khác có liên quan hay không?
có liên quan, cùng thực vật, cùng động vật, cùng với sơn hà đại địa, với khắp vũ trụ này đều có liên quan. Hơn nữa còn liên quan rất mật thiết. Hiện tượng thứ nhất, nói nó là độc lập, nhưng nó cũng là diên dung, cũng là tương thông với tất cả. Thứ hai là xuất sanh vô tận, biến hóa vô cùng. Theo ý niệm mà biến, bất luận là có ý hay vô ý, nó đều biến đổi. Cho nên ý niệm điều khiển những quang tử này. Hiện tượng thứ ba là hàm dung không hữu. Một hạ quang tử hàm hư không bao pháp giới. Trong Phật Pháp nói tâm bao thái hư lượng châu xa giới, chính là ý hàm dung không hữu này. Đây là hư không, hữu là dạng hữu. Ở trong một di trần, ở trong một quang tử, nó hàm dung không hữu. Các nhà khoa học còn đang nghiên cứu, họ vẫn chưa triệt để hiểu rõ. Trong Hoàng Nguyên Quán nói rất rõ ràng, minh bạch. Đó là những điều trong Kinh Hoa Nghiêm nói. Cho nên bạn xem tiêu đề của bộ luận này, tu Hoa Nghiêm áo chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên. Đó là khó chứ không dễ đâu. Nhưng nếu chúng ta ý vào Kinh Vô Lượng Thọ thì dễ. Bạn xem, một câu A-di-đà Phật cầu sanh về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc là Hoàng Nguyên, giống tận Hoàng Nguyên, cực kỳ vi diệu. Cho nên đúng là viên trung chỉ dương. Nói một bộ phận thuộc về viên giáo, đương nhiên là Đại sư Khiêm Nhường. Chỉ có Khiêm Nhường mới khiến cho người ta tôn kính. Có người không tôn kính những người ngạo mạn đâu. Có người thích những người khiêm nhường, thích thân cận những người khiêm nhường. Người ngạo mạn nói hay cách mấy, nhưng sau khi xuống bục giảng rồi thì chẳng có ai lý tới họ nữa. Vì sao vậy? Vì tư thế quá cao, hoàn toàn khác. Cho nên bạn xem Đại sư Khiêm Nhường, đoạn dưới, ngày nay y theo Thám Quyền Ký. Thám Quyền Ký do Hiền Thủ Đại Sư viết, y theo Lục Thập Hoa Nghiêm, chính là chú giải của Lục Thập Hoa Nghiêm. Bởi vì do thời đó, vào thời của Hiền Thủ Đại Sư, Kinh Hoa Nghiêm mới truyền vào Trung Quốc, dịch thành 60 quyển. 80 quyển là vào thời Võ Tắc Thiên làm hoàng đế, dịch thành 80 quyển. Bộ sách này Quốc sư Hiền Thủ không thấy. Quốc sư Hiền Thủ thấy Lục Thập Hoa Nghiêm,